Quý vị thân mến, đầu năm 1970, khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị đánh sang lãnh thổ Campuchia, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong một lần nói chuyện với Đại tướng Mỹ Abrams đã tiết lộ ông muốn thay đổi một số tư lệnh sư đoàn và quân đoàn. Và hỏi theo ý kiến của viên Đại tướng Mỹ thì ai xứng đáng cho chức vụ tư lệnh mới? Đại tướng Abrams nói, ông ta không hiểu hay biết nhiều về tâm lý người Việt Nam, nhưng với tất cả sự hiểu biết của một người Mỹ thì ông cho rằng Ngô Quang Trưởng là người xứng đáng nhất vào ghế tư lệnh mới. Được sự tín nhiệm của chính những quan thầy Mỹ, Ngô Quang Trưởng đã thể hiện được bản lĩnh gì ở mặt trận Quảng Trị năm 1972 khi phải đối mặt với những người lính giải phóng gan dạ? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong video sau đây. Ngô Quang Trưởng cầm quân ở Quảng Trị. Thành cổ Quảng Trị nằm giữa trung tâm thị xã Quảng Trị, cách quốc lộ 1A 11 km, cách thị xã Đông Hà, tỉnh lỵ của Quảng Trị hiện nay là 14 km, và cách thành phố Huế hơn 60 km. Đây là một công trình kiến trúc thành lũy cổ, đồng thời cũng là một lỵ sở hành chính trị của tỉnh Quảng Trị. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi thực dân Pháp đặt chính quyền bảo hộ, đã xây dựng thêm trong thành cổ nhà lao, tòa mật thám, trại lính khố xanh và cơ quan thuế đoan. Từ năm 1929 đến năm 1972, nhà lao Quảng Trị là nơi giam cầm các chiến sĩ cộng sản và những người yêu nước. Dưới thời tạm chiếm, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã biến tòa thành này thành khu quân sự, xây dựng thêm kho tàng quân đội, trung tâm chỉ huy và nhà giam. Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Mỹ Ngụy luôn coi tuyến phòng thủ Quảng Trị là con đê ngăn chặn vững chắc nhất ở miền Nam Việt Nam. Chỉ khi chiến dịch xuân hè năm 72 mở ra, sau hai đợt tấn công và nổi dậy mãnh liệt, quân và dân ta đã hợp đồng chặt chẽ, quét sạch hệ thống phòng ngự kiên cố nhất và đập tan bộ máy kìm kẹp tàn bạo của Mỹ Ngụy, từ sông Bến Hải đến Mỹ Chánh, từ Khe Xanh đến Cửa Việt, một vùng đất rộng lớn của quê hương được hoàn toàn giải phóng. Con đê ngăn chặn mà Mỹ xây dựng cũng bị quân giải phóng chọc thủng, lá cờ chiến thắng của quân ta tung bay trên nóc dinh tỉnh trưởng Ngụy Quyền, Quảng Trị được giải phóng. Để mất Quảng Trị, địch đã lên kế hoạch phản kích tái chiếm lại thị xã Quảng Trị trong tháng 7 và toàn tỉnh Quảng Trị trong tháng 9 năm 72. Vì vậy mà chúng điên cuồng tập trung vào đây một lực lượng quân đội khổng lồ với nhiều binh chủng, nhiều sư đoàn mạnh nhất, trong đó có cả những sư đoàn thuộc lực lượng tổng dự bị quốc gia. Ngày 13 tháng 6 năm 1972, cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị mang mật danh Lam Sơn 72 chính thức được Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố phát động. Để chắc thắng, Thiệu đã huy động 4 sư đoàn mạnh nhất, trong đó có toàn bộ sư đoàn dù và sư đoàn lính thủy đánh bộ thuộc lực lượng cơ động chiến lược. Lực lượng tham gia chiến dịch tương đương 13 trung đoàn bộ binh, 17 tiểu đoàn pháo binh, 5 thiết đoàn và nhiều đơn vị không quân pháo hạm của Mỹ. Đồng thời, Thiệu điều trung tướng Ngô Quang Trưởng, một viên tướng được kỳ vọng nhiều nhất trong hàng ngũ tướng lĩnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa, làm tư lệnh quân khu 1 quân đoàn 1. Nói thêm về Ngô Quang Trưởng, đây là viên tướng được cả Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa ca ngợi hết lời về tài cầm quân. Abrams từng đánh giá, Trưởng là một viên tướng có khả năng về mọi mặt, nhất là về bình định nông thôn, một chương trình mà các cố vấn Mỹ đều cho rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cần phải thực hiện nhanh. Ông này cũng cho rằng lính của tướng Trưởng tác chiến trong rừng giỏi hơn lính Mỹ. Nhìn chung, Ngô Quang Trưởng được xem là một viên tướng chiến trường và loại khác biệt nhất trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Gương mặt lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc, tác phong theo đúng những gì ghi trong điều lệnh. Khi ra một mệnh lệnh gì đó cho thuộc cấp, tướng trưởng cũng thường đích thân đi ra các cấp đơn vị từ nhỏ đến lớn để kiểm tra thực tế, xem mệnh lệnh của mình được thực hiện thế nào. Vốn có bản năng lính chiến khá dồi dào, ở cương vị trên, Ngô Quang Trưởng đã được đưa lên cấp trung tướng. Trong năm 1972, Ngô Quang Trưởng đã là con bài nặng ký của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở thành cổ Quảng Trị. Ngay khi đặt chân tới Huế, tướng trưởng đã tuyên bố, đồng bào ở Huế từ nay không cần phải lo sợ nữa vì quân đội Bắc Việt muốn chiếm được cố đô Huế phải bước qua xác chết của tôi. Sau khi Trưởng nhậm chức ở vùng 1 chiến thuật, chính quyền Trung ương Sài Gòn đã tăng phái cho Ngô Quang Trưởng toàn bộ lực lượng tổng chủ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời còn nhận được sự yểm trợ từ xa rất tích cực của hạm đội 7 Hoa Kỳ. Hai ngày trước khi chiến dịch Lam Sơn 72 bắt đầu, Ngô Quang Trưởng đã ra lệnh phát động một cuộc oanh kích rất dữ dội vào các địa điểm đóng quân, các vị trí pháo cũng như các khu vực hậu cần của quân ta. Ngoài các đơn vị phi pháo cơ hữu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn có sự tham dự của các đơn vị phi pháo Hoa Kỳ, bao gồm cả pháo hạm ngoài khơi và oanh tạc cơ chiến lược B-52 xuất phát từ Thái Lan, căn cứ Utapao và đảo Guam.
Sau mấy ngày đổ bộ, nghi binh, bắn phá dọn đường, sáng sớm ngày 28 tháng 6 năm 1972, từ tuyến xuất phát Đông Mỹ Chánh, bộ binh và xe tăng địch chính thức mở cuộc phản kích mang mật danh Lam Sơn 72. Chúng kết hợp tiến công đường bộ, đổ bộ đường không và đường biển từ nhiều hướng tiến đánh các chốt của ta trên đường tới thị xã. Với tham vọng và nỗ lực rất lớn của cả Mỹ lẫn quân đội Sài Gòn, mặt trận Quảng Trị, đặc biệt là thị xã, thành cổ Quảng Trị, trở thành mục tiêu trọng yếu nhất, nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch trong 81 ngày đêm lịch sử. Về phía ta, để chủ động đối phó cuộc phản kích tái chiếm Quảng Trị, ngày 25 tháng 6, Bộ Tư lệnh B5 đã lệnh cho tỉnh đội Quảng Trị khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, sẵn sàng đánh bại cuộc phản kích lớn của địch. 30 vạn nhân dân phía Nam tỉnh Quảng Trị lại phải đương đầu với thử thách mới, một thử thách vô cùng quyết liệt. Việc quan trọng đầu tiên ta cần làm là khẩn trương sơ tán 8 vạn dân của thị xã và hai huyện Triệu Phong, Hải Lăng đến các nơi an toàn, đồng thời triển khai tổ chức nhiều đợt tập kích đánh địch ở các hướng. Khắp các xã, phường phía Nam tỉnh, trên tuyến sông Vĩnh Định, quân dân đồng lòng, nung nấu lời thề, con người còn trận địa, quyết tử bảo vệ quê hương, kiên cường chiến đấu không cho địch tiến vào thị xã. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị bố trí lực lượng bảo vệ khu vực thị xã, đồng thời chuẩn bị mặt trận sau lưng địch. Tiểu đoàn 10 đặc công và các đại đội bộ đội địa phương của hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng cùng các đội du kích bám trụ thôn xã, sẵn sàng tập kích đánh vào hậu phương địch. Cuộc đánh trả địch phản công của quân và dân Quảng Trị cùng với bộ đội chủ lực trên mặt trận Quảng Trị quyết liệt ngay từ những ngày đầu. Sau 20 ngày tiến công vào thị xã, địch chỉ lấn thêm được đến làng Chi Biu, làng Cổ Thành và khu vực chợ Sãi. Mọi cuộc tấn công ồ ạt của quân địch đều bị chặn lại trước những chốt thép kiên cường của quân ta. Đặc biệt, dự kiến vào hạ tuần tháng 7 năm 72, hội nghị Paris họp trở lại, bầu cử Tổng thống Mỹ cũng sắp diễn ra, do đó Mỹ Ngụy rất muốn có một chiến thắng, dù là tượng trưng nhằm tăng sức nặng mặc cả trên bàn đàm phán. Chính vì thế mà Ngô Quang Trưởng, tư lệnh vùng chiến thuật 1 quân đoàn 1 của Ngụy quân Sài Gòn, đã ra lệnh cho tiểu đoàn 5 thuộc sư đoàn Du bằng mọi giá phải cắm được lá cờ lên thành cổ Quảng Trị trước ngày 10 tháng 7. Nhưng trước lòng dũng cảm và ý chí quyết tâm của quân ta, địch không thực hiện được. Theo kế hoạch, vào sáng ngày 13 tháng 7, phiên họp ở Paris sẽ diễn ra. Nhằm khuếch trương trong phiên họp quan trọng này, ngày 12 tháng 7, địch đã chiếm được Chi Biu ở phía đông bắc và chỉ còn cách quân ta khoảng nửa cây số. Ngô Quang Trưởng đã treo thưởng 5.000 đô, những bông mai và thăng cấp cho người nào cắm được cờ lên thành cổ trong đêm. Buổi tối hôm ấy, tiểu đoàn 5 và các đơn vị nhận được chỉ thị của Bộ Tư lệnh Chiến dịch. Không được để một tên địch nào lọt vào thành cổ và công điện của Quân ủy Trung ương. Các đồng chí phải giữ thành cổ bằng bất cứ giá nào. Và đêm 12 tháng 7, cả đơn vị không ai ngủ, tiếng pháo nổ không ngớt, cán bộ chiến sĩ chắc tay súng không để kẻ địch đột nhập vào trong thành cổ. Mờ sáng 13 tháng 7, địch triển khai đội hình tiến công bằng pháo binh, bom dù, có điều khiển, khiến nhiều khu vực tan hoang, làm bộ đội ta bị thương vong với số lượng lớn. Nhưng số còn lại vẫn quyết tâm bám trụ không cho địch cắm cờ lên thành cổ. Ngày 13 tháng 7, phiên họp ở Paris không diễn ra, phía Mỹ đề nghị đến ngày 18 hoặc 27 tháng 7 sẽ họp trở lại. Những ngày tiếp theo, địch huy động thêm lực lượng tổ chức đánh phá ác liệt, nhưng cán bộ chiến sĩ các đơn vị vẫn kiên cường bám trụ. Ngày 22 tháng 7, địch đổ bộ bằng trực thăng xuống phía bắc sông Vĩnh Định, đã bị lực lượng vũ trang tỉnh cùng với bộ đội chủ lực đánh thiệt hại nặng. Từ ngày 28 tháng 6 đến 27 tháng 7, các đơn vị chốt giữ thị xã và thành cổ đã đánh thiệt hại nặng lữ đoàn dù 2 và 2 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, buộc sư đoàn dù phải lui về phía sau củng cố. Ở phía nam tỉnh, trong vùng địch tràn qua, chiến tranh du kích lan rộng, lực lượng vũ trang tỉnh mở ra những trận đánh táo bạo ở Hội Yên, Gia Đằng, ở Cha Chi, Cha Lộc, đánh sập cầu Hội Yên, Ngô Xá Đông, cầu Ba Bến trên tỉnh lộ 68, du kích Triệu Sơn, Triệu Trạch, Triệu Thượng, tập kích địch bằng súng bộ binh, trông bẫy. Bước sang tháng 8, cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch ở khu vực thị xã và thành cổ ngày càng cam go hơn. Với lực lượng hùng hậu cộng với sự yểm trợ đắc lực từ những thứ vũ khí chiến tranh hiện đại bậc nhất của Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa đã chiếm được một số địa bàn có lợi, từ đó chúng chuyển hướng tấn công thẳng vào thị xã. Về phía ta, với quyết tâm, con người còn trận địa, các chiến sĩ tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 8 chốt giữ trong thành đã đánh bật nhiều đợt phản kích của địch. Nhiều tên liều chết đã tìm cách leo lên bờ thành để cắm cờ liền bị trung đội trưởng Hán Duy Long của tiểu đoàn 3 và đồng đội tiêu diệt. Để giữ được thành cổ, chiến sĩ ta đã phải sử dụng chiến thuật phối hợp hỏa lực và vận động, dùng pháo binh, xe tăng dẫn đầu đánh tan những vị trí địch yếu kém. Các dàn súng phòng không cơ động ngăn không cho máy bay đến đúng tầm, có thể yểm trợ. Nhờ đó xe tăng ào tới chiếm các mục tiêu của địch. Nhằm hỗ trợ cho tinh thần quân Ngụy,
Ngoài máy bay chiến thuật, chiến lược oanh tạc theo yêu cầu của bộ binh ở Tiền Duyên, Mỹ còn cho pháo hạm, pháo mặt đất tầm xa bắn tới 2 vạn viên suốt một ngày. Với chiến thuật chậm, chắc, mỗi khi gặp quân ta, địch đã dừng lại, gọi bom, pháo, đánh rồi mới tổ chức tiến công tiếp. Phải nói rằng hỏa lực của địch thời điểm này vô cùng dữ dội, phòng tuyến vòng ngoài của ta đã bị vỡ dần. Bước sang tháng 9, cuộc chiến đấu đã diễn ra vô cùng ác liệt trong lòng thị xã và thành cổ Quảng Trị. Ta và địch giành nhau từng căn nhà góc phố, từng mảng tường thành cổ. Thời tiết lúc này không thuận lợi, áp thấp nhiệt đới liên tục xảy ra, nước sông Thạch Hãn dâng cao, cả thị xã chìm trong biển nước. Lợi dụng tình hình đó, địch đã tăng cường bắn phá vào công sự của ta. Các chiến sĩ của ta vừa thay nhau tát nước chống ngập công sự, vừa chống trả địch. Suốt ngày ngâm mình trong nước, ăn lương khô, uống nước lã, nên sức khỏe giảm sút, thương vong rất lớn, có ngày trên 100 người. Trước tình thế bất lợi đó, quân ta được lệnh rút lui sang sông Thạch Hãn vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 9. Thị xã Quảng Trị trong 81 ngày đêm, từ 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 được ví như một túi bom. Dưới mưa bom bão đạn khốc liệt của kẻ thù, các đơn vị bộ đội của ta đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, kiên cường bám trụ, chốt giữ, giành giật với địch từng mét chiến hào, từng đống đổ nát. Mưu trí linh hoạt, phát hiện và tiêu diệt nhiều sinh lực địch, thậm chí tiêu diệt cả những bộ phận nhỏ, lẻ, bí mật lẻn vào bằng đường hầm, hòng cắm cờ lên thành cổ. Qua gần 3 tháng chiến đấu anh dũng kiên cường, các lực lượng đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược được giao, làm thất bại ý đồ nhanh chóng tái chiếm thành cổ của Mỹ Ngụy, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh chính trị ngoại giao. Và dù trên mình mang đầy thương tích, nhưng những chiến sĩ, những anh hùng cách mạng vẫn chiến đấu ngoan cường, quyết không rời trận địa, quyết bảo vệ trận địa đến hơi thở cuối cùng. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, nhờ chiến công này mà tướng trưởng trở thành ngôi sao sáng, là cứu cánh của chính quyền và quân đội Nam Việt Nam. Như chúng ta đã biết, ngay sau chiến thắng 30 tháng 4 thì đã có rất nhiều nhà nghiên cứu chính trị quân sự của Mỹ và phóng viên báo chí của phương Tây đi tìm hiểu về cuộc chiến tranh Việt Nam, trong đó có sự kiện Quảng Trị năm 72. Cũng có nhiều quan chức và sĩ quan ngụy quyền Sài Gòn trước đây đã từng tham chiến tại Quảng Trị năm 72, sau năm 1975 thì họ di tản ra nước ngoài. Họ mang trong lòng hận thù, sự tiếc nuối và cả những thứ mà họ gọi là niềm kiêu hãnh về chiến công của họ. Sau này khi đã bình tâm trở lại, nhìn nhận lại cuộc chiến tranh ở Việt Nam, các tướng tá Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đã có những bài viết, hồi ký, bình luận, tuyên truyền, giải thích và phân bua về các vấn đề có liên quan đến sự kiện Quảng Trị và cuộc chiến đấu 81 ngày đêm giữ thành cổ Quảng Trị năm 72. Chúng tôi xin nêu và trích dẫn vài ý như sau. Thứ nhất, sau khi chúng ta giải phóng Quảng Trị thì Mỹ Ngụy hoang mang, dao động mạnh. Tổng tham mưu trưởng quân đội ngụy quyền Sài Gòn là Cao Văn Viên đã phải thú nhận. Cuộc tiến công năm 72 của Bắc Việt đã làm nổi lên một cách bi thảm nhất sự yếu kém cơ bản của quá trình Việt Nam hóa. Thất bại đó chứng tỏ nếu quân đội ngụy Sài Gòn không có sự hỗ trợ của Mỹ, đặc biệt về hỏa lực, thì quân đội ngụy Sài Gòn khó đứng vững trước sức tấn công của chủ lực quân giải phóng. Nhiều học giả tại Mỹ và phương Tây còn bình luận rằng một yếu tố bất ngờ góp phần cho thắng lợi của Bắc Việt Nam trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị chính là các chỉ huy Mỹ và ngụy quá tự tin, vi phạm nguyên tắc đánh giá thấp đối phương. Ngay sau khi Mỹ Ngụy bị mất toàn bộ tỉnh Quảng Trị vào ngày 2 tháng 5 năm 72, thì Thời báo New York tại Mỹ đã rêu rao rằng tỉnh Quảng Trị bị rơi vào tay Cộng sản, và từ Washington đến Sài Gòn luôn bao trùm một không khí lo âu căng thẳng, tâm lý thất bại trong ngụy quân lan tràn. Nói về tinh thần chiến đấu của quân giải phóng thì một tờ báo Mỹ cũng đã viết kỷ luật, lý tưởng và tinh thần coi thường cái chết đã kết hợp với nhau như thế nào mà khiến các chiến sĩ Việt Cộng vẫn xông lên dưới mưa bom B-52. Không có một nhà phân tích nào ở Mỹ đi đến một giải thích đầy đủ. Một lần nữa chúng ta phải khẳng định Mỹ Ngụy không thể thắng ở Quảng Trị và ở Việt Nam. Chiến dịch này là một đòn giáng mạnh làm thất bại âm mưu của Mỹ Ngụy muốn tạo ra thắng lợi trên chiến trường để chen ép chúng ta tại bàn đàm phán Paris. Đồng thời cuộc tiến công chiến lược năm 72 và sự kiện Quảng Trị đã tạo những chấn động đối với nội tình nước Mỹ, nhất là trong thời điểm nhạy cảm đó. Đó là cuộc chạy đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Mỹ Nixon. Thắng lợi trên chiến trường Quảng Trị năm 72 cùng với thắng lợi của trận Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cuối tháng 12 đã buộc chính phủ Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Quý vị thân mến, sự kiện Quảng Trị năm 1972 ngày nào vẫn còn nguyên trong ký ức, trong tâm tưởng không chỉ của người Việt Nam mà của cả nước Mỹ và các nước phương Tây. Rất nhiều học giả, các tướng lĩnh sĩ quan của quân đội Mỹ đã đánh giá, bình luận về sự kiện này sau khi họ bước ra từ cuộc chiến.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert McNamara là kiến trúc sư cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. Năm 1995, ông xuất bản cuốn hồi ký, hồi tưởng, bi kịch và bài học Việt Nam. Ông ta đã cay đắng thừa nhận, chúng ta đã sai lầm một cách tồi tệ. Ông ta đã chỉ ra 14 sai lầm mà Mỹ đã mắc phải trong cuộc chiến tranh này, đặc biệt nhấn mạnh, chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của tinh thần dân tộc Việt Nam có thể huy động nhân dân đấu tranh và hy sinh vì đức tin và giá trị của họ.